Xin chào thầy cùng tất cả các bạn, em tên là Ma Nguyễn Quốc Học, mã số sinh viên 17142247. Thì ở trong video này thì em xin thực hiện bài tập số 11, đó chính là làm bài tập sử dụng timer 0, timer 1 phát xung theo như video hướng dẫn. Thì đầu tiên em xin thực hiện đó chính là vẽ mạch nguyên lý. Thì mạch nguyên lý của em sẽ gồm là một con bit IC 16F887. Ở đây thì em sẽ cho nó kết nối với một nút nhấn reset. Đồng thời thì nó chân D0 và D1 sẽ được kết nối vào kênh A và kênh B của kênh dao động ký. Thì đây là phần mạch nguyên lý của em. Và tiếp theo là về phần code. Thì đầu tiên phần code thì em sẽ khai báo bit IC 16F887, khai báo cầu chì, khai báo tụ xung thạch anh. Thì ở đây xung 1 thì em sẽ gán vào pin D0, xung 2 vào pin D1, khai báo một cái biến đó chính là trạng thái của xung 2. Thì chương trình chính của em thì đầu tiên sẽ là xuất ra hai xung, xung 1 và xung 2, và trạng thái của xung 2 bằng true. Sau đó thì sẽ khởi tạo hai xung đều ở mức cao, xung 1 và xung 2 đều ở mức cao, và chúng ta sẽ bắt lần lượt set up timer 0 và timer 1. Timer 0 thì sẽ sử dụng timer 0 để tạo xung 5 mili giây, sẽ là T0 internal, T0 deep 128. Set up timer 1 thì sẽ là T1 internal, T1 deep 31, sử dụng timer 1 để tạo là xung cảnh lên 1 mili giây và cảnh xuống là 20 mili giây. Sau đó chúng ta sẽ set up cho timer 0 bằng 0 và timer 1 cũng bằng 0. Về chương trình lập thì đầu tiên đó là timer 0 của chúng ta lớn hơn 208, thì 208 ở trên đây chính là 208 xung tương ứng với 50 mili giây, thì sẽ set timer 0 là 0 và đảo trạng thái của xung 1. Và nếu timer 1 lớn hơn 5000 và trạng thái của xung 2 là true, 5000 ở đây thì nó sẽ tương ứng là xung cạnh lên là 1 mili giây và xung cạnh xuống là 20 mili giây, thì nó sẽ set timer 0 về 0 và nó sẽ đảo trạng thái của nó sẽ xuất ra xung 2, xung cạnh xuống có 2, thì trạng thái của xung 2 bây giờ sẽ là for. Thì nếu timer 1 lớn hơn 10.000 thì nó sẽ set timer 1 bằng 0 và xung này nó sẽ xuất ra xung cạnh lên của xung 2. Sau đó thì trạng thái xung 2 sẽ là true. Kết thúc chương trình chính bằng con lệnh là go to lập. Thì sau đây sẽ là phần mô phỏng. Em sẽ bật dao động ký lên để quan sát. Thì ở đây ta nhìn, ta cũng sẽ thấy được là kênh A của chúng ta đó chính là xung 1, thì tương ứng với 5 mili giây. Thì ở đây thì em đã set up dao động ký một ô như vậy là nó sẽ tương ứng với 1 mili giây. Thì ta có thể thấy một chu kỳ của nó sẽ là một lần xung lên hay xung xuống sẽ là 50 mili giây. Và ở kênh B của chúng ta thì xung lên của chúng ta sẽ là 1 mili giây và xung xuống của chúng ta đó chính là 20 mili giây. Thì video bài tập vi xử lý của em đến là làm bài tập 11 đến là kết thúc. Xin cảm ơn thầy cùng tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.